Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình xây dựng thương hiệu cho nông sản. Nghề gốm sứ ở Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đang có tín hiệu hồi sinh trở lại. Công an Hải Dương tích cực đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến tín dụng đen. Hoạt động du lịch và phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam quý 1 diễn ra sôi động. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nhãn hiệu là vấn đề quan trọng cần thiết đối với hàng hóa nói chung và nông sản nói riêng. Để nâng cao giá trị cây trồng của địa phương, vì vậy thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình đang tích cực hoàn thiện các bước để xây dựng nhãn hiệu đào phai Tam Điệp và chè trại Quang Sỏi. Đào phai và chè trại là hai trong số nhiều loại cây nông sản nổi tiếng của thành phố Tam Điệp được nhiều người biết đến. Tuy nhiên trên thực tế, việc tiêu thụ các nông sản này phụ thuộc nhiều vào thị trường nên giá cả bấp bênh. Yếu tố lịch sử và tính đặc trưng là điều kiện quan trọng nhất để xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm. Bên cạnh đó, trong điều kiện phát triển như hiện nay, để người tiêu dùng tìm được những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ, thì việc xây dựng nhãn hiệu là yêu cầu cấp thiết. Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là yêu cầu tất yếu trong nền kinh tế thị trường, vừa là trách nhiệm của chính quyền, đồng thời là quyền lợi của chính người dân. Thế mà khi chúng ta xây dựng thành công hai cái nhãn hiệu chứng nhận này, thì một là chúng ta chính thức gọi là công bố chính thức những cái lịch sử, cái tính chất đặc biệt của cái sản phẩm mang nhãn hiệu này. Cái thứ hai là chúng ta xác lập được cái quyền độc quyền, tức là gì, chỉ có những người dân, cái hộ, cái doanh nghiệp như anh tại khu vực bản đồ mà chúng ta khoanh vùng đấy mới được có cơ hội để dùng. Thứ ba nữa là chúng ta có khả năng, có cái quyền để chúng ta xử lý hoặc là chống lại các cái hành vi giả, nhái, và đặc biệt nữa là chúng ta có cái điều kiện để quảng bá. Tuy nhiên, để xây dựng nhãn hiệu thành công thì các sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu và quy định khắt khe như quy trình trồng, chăm sóc, chế biến. Để đáp ứng được các tiêu chuẩn về quy trình sản xuất do Cục Sở hữu trí tuệ đưa ra, thì khó khăn lớn nhất hiện nay chính là việc quản lý, giám sát quy trình sản xuất của người dân. Đối với chính quyền địa phương, sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động các cái hộ trồng đào. Thứ nhất là tuân thủ các cái kỹ thuật mà các cái ngành dọc, rồi các nhà khoa học hướng dẫn từ cái trồng, rồi chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng tạo thế, kìm hãm kích thích, làm sao để cho cái hoa nó nở đúng cái dịp Tết Nguyên Đán. Thế và có cái sự phát triển gắn với du lịch là cái quảng bá thương hiệu, rồi cái ứng xử trong cái việc văn hóa, ứng xử trong cái bán sản phẩm, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Chính quyền địa phương, trực tiếp là các tổ chức chính trị xã hội phải vào cuộc, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến để người dân hiểu quyền lợi của mình khi hợp tác, để xây dựng nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đào phai Tam Điệp và chè trại Quang Sỏi. Thời gian qua, chương trình phát triển rau sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp cũng đang được các địa phương ở tỉnh Nam Định thực hiện tích cực. Thì cũng xác định một trong những định hướng trọng điểm của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà tỉnh đề ra nhằm hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại bền vững. Từ năm 2015 đến nay, mỗi năm tỉnh ta xây dựng được hàng chục mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện đã có công ty Vineco, công ty trách nhiệm hữu hạn Tuệ Hương, công ty cổ phần rau sạch Ngọc Anh được chứng nhận sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bên cạnh đó, mỗi năm có thêm từ 7 đến 10 mô hình sản xuất rau an toàn theo công nghệ Nhật Bản và đang tiếp tục nhân ra diện rộng. Đầu tư sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch để nâng cao chất lượng, giá trị nông sản và đảm bảo an toàn thực phẩm đã thu hút được các doanh nghiệp, các hợp tác xã tham gia như công ty trách nhiệm hữu hạn Đình Mộc, huyện Xuân Trường, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nam Cường và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Yên Dương, huyện Y Yên. Việc xây dựng thành công các mô hình trồng rau an toàn, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của người nông dân, giúp bà con nông dân hiểu được tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm với việc đảm bảo sản xuất bền vững, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cũng như mang lại lợi ích cao hơn cho người sản xuất. Nghề gốm sứ ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên sau một thời gian mai một, vài năm gần đây đang có tín hiệu hồi sinh trở lại.
Làng nghề hiện có 24 hộ sản xuất gốm hoạt động chủ yếu là các hộ sản xuất lớn, không còn nhỏ lẻ như trước. Trung bình mỗi lò hoạt động thu hút tạo được việc làm thường xuyên cho vài chục lao động của địa phương và các vùng lân cận, với mức thu nhập trung bình trên dưới 10 triệu đồng một người một tháng. Riêng các thợ kỹ thuật lương lên tới 20 triệu đồng. Sự trở lại của nghề gốm có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của địa phương, cũng như ổn định tình hình kinh tế chính trị xã hội. Các chủ lò gốm cho biết để duy trì hoạt động được trở lại, phải liên tục đi sưu tầm học hỏi cách làm mẫu mã mới phù hợp với thị trường như đồ trang trí, chậu, bình hoa cây cảnh. Thị trường tiêu thụ chủ yếu ở các tỉnh miền Trung và miền Nam. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh ở xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương phát huy nghề truyền thống làm giàu cho gia đình và địa phương. Xuất ngũ về địa phương, cựu chiến binh Trần Huy Thắng ở thôn Trúc Lâm, xã Hoàng Diệu lăn lộn đủ nghề để phát triển kinh tế cho gia đình. Sau hơn 20 năm làm tại xí nghiệp ô tô Hải Hưng, sau đó làm nghề xay sát gạo, nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Năm 1996, ông Thắng quyết định đầu tư máy móc để theo nghề truyền thống của địa phương, sản xuất giày dép da. Hiện tại, trung bình mỗi tháng, cơ sở sản xuất gần 10.000 đôi giày dép các loại, xuất bán ở nhiều địa phương trong cả nước. Ông Thắng trở thành một trong những hộ phát triển kinh tế tiêu biểu ở xã Hoàng Diệu. Ngày xưa thì tôi cũng buôn bán khắp các nghề. Thế thì về tôi nhận thấy cái nghề giày da của các cụ để lại là rất hiệu quả. Thế tôi nghiên cứu và tập trung vào gia đình để mà làm cái nghề giày da là nó phát triển. Tôi làm cái nghề giày da từ năm 96. Đến nay đã được hơn 20 năm rồi. Hiệu quả cái nghề giày da này nó mang lại kinh tế rất cao, đảm bảo cho gia đình, đảm bảo cho nhân dân là cuộc sống là nâng cao từng ngày một. Hiện nay toàn xã Hoàng Diệu có 30 cựu chiến binh, cựu quân nhân phát huy nghề truyền thống của quê hương để làm giàu cho gia đình và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Họ xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ, không ngại khó khăn gian khổ, tự lực tự cường vươn lên trong cuộc sống. Với sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo điều hành, tạo ra những lợi thế so sánh động, tăng tính cạnh tranh, Bắc Ninh luôn là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án FDI có vốn đầu tư lớn, đầu tư vào các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. Trong quý 1 năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 642,37 triệu đô la Mỹ, trong đó cấp mới 42 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 481,168 triệu đô la Mỹ, điều chỉnh vốn 28 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 159,004 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến ngày 20 tháng 3 đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.334 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp đạt 17.773,4 triệu đô la Mỹ. Với kết quả này, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước trong quý 1, tiếp đến là Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Để duy trì và phát huy những kết quả đạt được, đảm bảo cho tỉnh phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bắc Ninh tiếp tục tập trung thu hút đầu tư để phát triển kinh tế, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các đối tác chiến lược như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore. Trong đó, tỉnh quan tâm lựa chọn những dự án đầu tư có tính khả thi cao, các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp theo hướng công nghệ cao, điện tử, viễn thông, cơ điện tử, hóa dược. Công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho các ngành công nghiệp chủ lực, các ngành có giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân hàng, các ngành nghề về nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch trong sản xuất chế biến nông sản, các công trình công cộng, nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng hoạt động tại các trạm y tế theo 10 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các xã thị trấn sắp xếp nhân lực y tế đúng số lượng, trình độ theo quy định phù hợp với quy mô dân số, đồng thời huy động các nguồn lực giúp các xã xây dựng Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế gắn liền với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tranh thủ các chương trình dự án, các nguồn lực khác, đầu tư xây mới trạm y tế, cung cấp thiết bị y tế, đào tạo nhân lực cho các trạm y tế xã, thị trấn.
Quá trình tổ chức thực hiện, Trung tâm Y tế huyện Nam Trực đã thành lập các đoàn giám sát, hỗ trợ trạm y tế hoàn thiện các tiêu chí, đồng thời tham mưu với chính quyền các xã thị trấn chỉ đạo xây dựng các trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đáp ứng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Với sự vào cuộc đồng bộ hiệu quả, đến nay mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn huyện Nam Trực đã từng bước được hoàn thiện. Các trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa hoặc xây dựng mới. Trong đó có 4 trạm y tế xã thị trấn được xây mới là Nam Thái, Nam Giang, Nam Tiến, Nam Hồng. 16 trạm y tế được sửa chữa nâng cấp. Thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế về cơ bản được trang bị đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các trạm y tế. Đến nay 100% xã thị trấn của huyện Nam Trực đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 85,2%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng tính cân nặng trên tuổi là 11,86%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tính chiều cao trên tuổi là 13,72%, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt 98%, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh là 95%, đáp ứng tiêu chí về y tế của huyện nông thôn mới. Bảo hiểm y tế tỉnh Bắc Ninh với nhiều giải pháp mở rộng đối tượng tham gia theo luật bảo hiểm mới, trong đó chú trọng vào nhóm bảo hiểm y tế theo nhóm gia đình cho lực lượng lao động có hợp đồng ngắn hạn. Đến cuối tháng 3 đã có 1.221,3 nghìn người tham gia đóng bảo hiểm các loại, chiếm 96,7% dân số toàn tỉnh. So với cùng kỳ năm trước, tăng 7,4% về số người tham gia và tăng 3,7% tỷ trọng so với dân số. Trong đó, có 1.217,7 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 96,5% dân số, tăng 7,5%. 365,5 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 13,6%. 340,6 nghìn người đóng bảo hiểm tự nguyện, tăng 6%. Công tác chi bảo hiểm tiếp tục được thực hiện có hiệu quả qua hệ thống bưu điện đúng đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Quý 1, toàn tỉnh đã chi trả tiền bảo hiểm các loại với tổng số 1.122,9 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ. Trong đó, sử dụng từ Quỹ Bảo hiểm xã hội là 808,5 tỷ đồng, tăng 28,2%. Sử dụng từ Quỹ Bảo hiểm y tế là 314,5 tỷ đồng, tăng 8,8%. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh và Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố sẽ phối hợp và triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp, góp phần thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, giúp ngày càng nhiều người dân trong tỉnh được thụ hưởng những chính sách ưu việt của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện. Năm học 2018-2019, cùng với giáo dục văn hóa, các trường trung học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh. Để đảm bảo chất lượng hiệu quả trong việc phân luồng học sinh, những năm qua ngành giáo dục Hải Dương chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động hướng nghiệp, đưa các môn học có liên quan vào các trường trung học, xây dựng mối liên kết giữa cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp sử dụng lao động. Tích cực đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên nâng cao chất lượng đào tạo. Năm học này, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thành phố Hải Dương phân luồng học sinh, xây dựng chương trình giảng dạy và hướng cho học sinh các ngành nghề phù hợp với xã hội như kinh doanh, điện tử, cơ khí, nấu ăn. Cùng với đó, liên kết với các doanh nghiệp đưa học sinh sang du học tại các nước Nhật Bản và Hàn Quốc để vừa học tập vừa làm việc. Chọn ngành học là yếu tố quan trọng quyết định đến tương lai của mỗi học sinh, do đó nhà trường và phụ huynh cần trang bị kiến thức và định hướng cho học sinh các ngành nghề phù hợp với bản thân và xã hội đang có nhu cầu. Liên quan đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, ngay sau công bố quy chế thi chính thức của Bộ Giáo dục Đào tạo, cùng với việc tập trung tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh, từ ngày 1 tháng 4, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng bắt đầu tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia và đăng ký xét tuyển vào Đại học Cao đẳng làm cơ sở phân luồng giáo dục cho học sinh. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay có nhiều điểm mới, trong đó mấu chốt nhất vẫn là cách tính điểm xét tốt nghiệp. Thay bằng 50% điểm học bạ lớp 12 sẽ là căn cứ xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia như những năm trước. Năm nay, tỷ lệ này giảm còn 30%, còn lại 70% là điểm các bài thi của thí sinh. Như vậy, có nghĩa là điểm các bài thi sẽ là yếu tố mang tính quyết định tối đa tới 70% tổng điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông đối với học sinh. Đây thực sự là nỗi lo đối với nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những trường ngoài công lập. Trung tâm giáo dục thường xuyên có điểm tuyển sinh đầu vào thấp so với mặt bằng chung.
Với cách tính điểm như thế này, không ít ý kiến băn khoăn, lo ngại tỷ lệ học sinh tốt nghiệp kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay sẽ giảm hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà chuyên môn giáo dục, việc thay đổi cách tính điểm xét tốt nghiệp chủ yếu dựa vào kết quả bài thi chiếm tới 70% sẽ là điều kiện để kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay diễn ra nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất, khách quan, chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh. Qua đó có phương án đào tạo, phân luồng phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong tình hình mới. Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học, những năm qua, ngành giáo dục đào tạo huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của huyện, làm tốt công tác chỉ đạo quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra giám sát việc vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Hiện trên địa bàn huyện có 61 bếp ăn tập thể, trong đó cấp mầm non có 17 bếp ăn ở khối công lập, 33 bếp ăn tư thục. Tiểu học có 10 bếp ăn tập thể và trung học cơ sở có 1 bếp ăn. Thời gian qua, cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Mỹ luôn quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học, tổ chức nấu ăn bán trú, giúp học sinh có sức khỏe tốt để học tập. Tiêu biểu trong đó có trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, thị trấn Yên Mỹ và trường mầm non tư thục Họa Mi có địa chỉ ở thôn Nho Lâm, xã Tân Lập. Các bữa ăn đều đảm bảo đúng quy trình kiểm tra chặt chẽ. Các trường học có bếp ăn tập thể, luôn nỗ lực đầu tư xây dựng hệ thống bếp ăn theo quy trình một chiều, tránh nguy cơ thực phẩm ô nhiễm. Nhân viên nấu ăn được tham gia tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. 100% bếp ăn tại các trường học đều có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều năm nay trên địa bàn huyện chưa để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Quý 1, thời điểm trùng vào dịp lễ hội, cùng với đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu và quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa, ẩm thực và con người Bắc Ninh đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế, lượng du khách trong và ngoài nước đến Bắc Ninh trong quý 1 tăng khá. Theo đó, tổng lượt khách đến với Bắc Ninh trong quý 1 ước đạt 590.000 lượt, tăng 18% so với cùng kỳ. Để phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, từ nay đến cuối năm, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tập trung đưa công tác bảo vệ môi trường là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng điểm đến và chất lượng dịch vụ du lịch. Tiếp tục quy hoạch đầu tư bảo tồn, gìn giữ giá trị di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử gắn với việc hình thành điểm du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái, đủ sức thu hút hấp dẫn và kéo dài thêm thời gian lưu lại của du khách đến với Bắc Ninh. Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, phát huy vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong phát triển du lịch. Ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm du lịch xanh, coi đó là giải pháp nâng cao sức cạnh tranh du lịch. Trong 3 tháng đầu năm 2019, du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam diễn ra khá sôi động. Các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch ở các khu du lịch trọng điểm của tỉnh đã chuẩn bị chu đáo nhất để phục vụ cho du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Quý 1 năm 2019, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành phục vụ đạt 120,9 nghìn lượt, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt trên 490 tỷ đồng, tăng 17,2%. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 5,9 tỷ đồng, tăng 18%. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác đạt 327,9 tỷ đồng, tăng 9,6%. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên đã huy động sự đóng góp xã hội hóa từ đông đảo quần chúng nhân dân, tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, huyện Văn Lâm đã huy động gần 1.900 tỷ đồng, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, trong đó vốn huy động từ doanh nghiệp là hơn 8,7 tỷ đồng, cộng đồng dân cư đóng góp trên 1.200 tỷ đồng, tập trung nhiều tại các xã Đình Dù, Trưng Chắc, Tân Quang, Đại Đồng. Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Văn Sang, xã Đình Dù, ông Nguyễn Văn Túy, thị trấn Như Quỳnh, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam, công ty Chafaco, công ty xe buýt Lương Tài. Sự đóng góp của cộng đồng dân cư là nguồn lực quan trọng để Văn Lâm thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 10 trên 10 xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đường giao thông nông thôn, đường nội đồng được bê tông hóa, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Các công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng sửa chữa khang trang. Toàn huyện phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2019. Công an tỉnh Hải Dương vừa triển khai kế hoạch phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Liên quan đến hoạt động tín dụng đen, từ năm 2017 đến nay, Công an tỉnh đã khởi tố 24 vụ,
69 bị can liên quan đến hoạt động của tín dụng đen, trong đó có các hành vi như bắt cóc, cướp, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tuy nhiên, thời gian gần đây trên địa bàn cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng, hoạt động tín dụng đen ngày càng diễn biến phức tạp. Công an tỉnh triển khai kế hoạch đấu tranh xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động của tín dụng đen nhằm lập lại an ninh trật tự, đem lại niềm tin trong quần chúng nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.